Tình cũ anh Đức đăng ảnh nằm trên giường bệnh khiến dân tình rùng mình vì nhắc đến cái chết. Uyên Tô được nhiều người chú ý khi công khai hẹn hò với diễn viên anh Đức, thậm chí cặp đôi còn chung sống một nhà và dự định tiến tới cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng sau gần một năm công khai hẹn hò, anh Đức và Uyên Tô đã chia tay. Hậu đường ai nấy đi, cô nàng còn tố anh Đức quỵt tiền trắng trợn, hành xử tệ bạc. Đặc biệt nhất, người đẹp đã vô cùng bức xúc về chuyện nam diễn viên ép cô phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai cũng không còn nhắc về nhau trên mạng xã hội. Mới đây trên trang cá nhân của mình, bạn gái nam diễn viên khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi đăng tải dòng trạng thái khá tiêu cực, nhắn nhủ mọi người những điều này. Uyên Tô bất ngờ chia sẻ về cái chết. Sau này khi đến tang lễ của tôi thì hãy giấu hết những giọt nước mắt chia ly ấy đi, dù cho mình phải xa nhau khoảng thời gian dài. Tôi muốn nhìn thấy bạn cười, cười với tôi như chính ngày chúng ta gặp nhau và cười một lần cuối để nhắc rằng bạn vẫn có tôi. Bên cạnh đó, bạn gái cũ anh Đức còn chia sẻ hình ảnh nằm mệt mỏi trên giường bệnh và đang truyền nước khiến nhân tình không khỏi hoang mang. Trước đó, hậu chia tay Uyên Tô còn gây chú ý khi chia sẻ, nhờ có anh thế giới này mới đáng yêu, chúng ta không nhất thiết phải dùng tình yêu thương để chữa lành vết thương, nhưng tình yêu tươi đẹp lại là liều thuốc hữu hiệu giúp những vết thương mau lành, có những điều kỳ diệu đến lạ. Anh Đức nổi danh là thánh ế của showbiz Việt, thường xuyên được bạn thân Trấn Thành rao bán trên sóng truyền hình, thậm chí lời mời chào bạn nghĩ sao về diễn viên anh Đức của Trấn Thành đã khiến khán giả thuộc nằm lòng. Tuy nhiên đúng dịp Valentine 2021, anh Đức khiến cả showbiz Việt phải trầm trồ khi công khai hẹn hò. Từ đó, đôi uyên ương dần thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội và không thể phủ nhận họ đẹp đôi. Anh Đức và bạn gái thực hiện khá nhiều bộ ảnh lãng mạn, nhìn chẳng khác nào cảnh phim ngôn tình Hàn Quốc. Không còn là thánh ế, anh Đức tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào bên Uyên Tô, thậm chí bạn gái vài lần vô tình để lộ chuyện sống chung nhà với nam diễn viên. Tuy nhiên, sau vài tháng mặn nồng, đến ngày 12 tháng 12, trên trang cá nhân, anh Đức xác nhận chia tay với bạn gái hot girl sau 10 tháng hẹn hò. Đáng chú ý, sau khi đường ai nấy đi, Uyên Tô liên tục đưa ra những thông tin tố cáo bạn trai diễn viên tệ bạc, nhỏ nhen, quỵt tiền và ép cô trong vòng 2 ngày phải dọn ra khỏi nhà, nếu không sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Bất lực trước những hành động vô tâm của bạn trai cũ, Uyên Tô còn ẩn ý khi đăng tải dòng tin nhắn cho rằng anh Đức nhiều lần sử dụng chất cấm, thậm chí chơi ngày chơi đêm khiến cô không chịu được, nhiều lần trầm cảm nặng khi chứng kiến bạn trai ngồi chơi. Uyên Tô cho rằng vì cô nhiều lần chứng kiến bạn trai sử dụng chất cấm nên anh đã đuổi cô ra khỏi nhà và nói chia tay. Sự phũ phàng của bạn trai cũ khiến cô bức xúc và phải đòi lại hết số tiền nam diễn viên còn nợ, song anh Đức nhất quyết không đưa. Trước thông tin Uyên Tô bị bạn trai cũ quỵt tiền và đuổi ra khỏi căn hộ chung khiến dư luận chĩa mũi nhọn về anh, tuy nhiên phía nam diễn viên hiện vẫn chưa lên tiếng phân trần sự việc. Uyên Tô sinh năm 1991, hiện cô nàng đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung. Chris Uyên Tô là một hot girl xinh đẹp, tên thật của cô nàng là Uyên Tô. Vì không hoạt động nghệ thuật nên tên tuổi của cô không được nhiều người biết đến. Cô được chú ý nhiều khi trở thành bạn gái diễn viên anh Đức. Trước khi chia tay, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dù kết thúc không đẹp nhưng cư dân mạng phát hiện một số chi tiết đặc biệt của bạn gái cũ anh Đức. Theo đó, trên Instagram cá nhân, những hình ảnh ngọt ngào như đi du lịch, tổ chức sinh nhật cùng nhau vẫn được Uyên Tô giữ nguyên. Trái ngược lại thì phía đàn trai cho loạt khoảnh khắc tình tứ với người yêu cũ bốc hơi khỏi trang cá nhân.